một anh chàng cu li với niềm đam mê tốc độ từ bé, nhưng lại không có được sự ủng hộ từ người bà. Ngôi làng của cậu đang bị lũ góc gian ác giải tỏa, vô tình kéo cậu ấy vào một cuộc cá độ, khi mà người thắng sẽ có quyền quyết định tất cả. Liệu anh có thể thắng cuộc đua này để bảo vệ gia đình và ngôi làng? Mời các bạn đến với bộ phim Tay đua kiệt xuất. Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đua xe chuyên nghiệp. A Chi hiện đang là tay đua vượt trội. Hắn ta dùng lưỡi cưa cắt xe của đối thủ, nhờ đó chiếm lợi thế dẫn đầu và giành chiến thắng. Lại một chiếc cúp nữa về tay của hắn. Cậu bé Chí luôn có ước mơ sẽ trở thành một nhà vô địch. Cậu đạp chiếc xe đạp của mình bon bon khắp ngôi làng, đi đến đâu là phá hoại đến đó. Mấy cụ tập thái cực quyền cũng không tha, vì hưng phấn quá đà nên cậu bay lên trên cao, rồi đáp đất mạnh khiến chiếc xe tan nát. Vì thế mấy bà hàng xóm trách móc cậu. Nhưng bù lại thì có một cô bé thấy anh rất ngầu. Lúc này bà Bạch đến lôi cậu về nhà. Mẹ Chí không may mất sớm nên cậu bé ở với bà. Bà ấy luôn bắt cậu phải tập môn thái cực quyền chậm như rùa. Dù cho đam mê của cậu là một giác kinh boy, thời gian cứ thế trôi qua. Hôm nay Chí hớt hải chạy về thông báo cho di ảnh của mẹ. Mình có một suất trong cuộc đua tối nay. Bà Bạch chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cuộc đua diễn ra khá là khốc liệt. Chí hiện đang dẫn đầu đoàn đua, vì né chiếc xe đằng sau anh chàng bị mất lái, khiến chiếc xe bị bay lơ lửng trên trời, rồi đáp vào một đống phế liệu gần đó. Chí khá buồn bã vì thất bại vừa rồi. Ông Dê gờ nát lên tiếng động viên anh chàng. Chí chào tạm biệt rồi lủi thủi bỏ đi. Hôm sau anh uể oải tập thái cực quyền với bà, còn bị một con bọ phá đám. Bà Bạch dễ dàng tóm cổ nó bằng một đòn, đúng là cung phu Trung Quốc không đùa được. Một tiếng động lớn nổ ra, bên ngoài đám cóc đang giải tỏa mặt bằng, san phẳng hết tổ ấm của những gia đình cu li. Nhà của Chí cũng được tên A Chi thông báo thu hồi và phá dỡ. Anh chàng quyết định sẽ tự mình giải quyết vấn đề. Chí đến nhà của tên A Chi gian ác, nơi đây toàn là các cúp vô địch mà cậu hằng mong ước. A Chi xuất hiện với phong thái rất hách dịch. Chí nói mình đến vì ông ta đã phá hủy ngôi làng cu li. Ông ấy nói muốn xây một đầm lầy sang trọng cao cấp dành cho cóc và thông báo rằng Chí còn 10 ngày để thanh toán. Hắn còn làm khung trưng bày cúp trong cuộc thi sắp tới, vì tin rằng mình sẽ giành chiến thắng. Còn bắn một bài giáp chuẩn phong cách đường phố, Chí liền tuyên chiến với ông ta. Nếu cậu thắng thì A Chi phải giao chứng thư nhà của bà cho mình, nhưng nếu ông ta thắng cậu phải trở thành gương mặt đại diện cho khu đầm lầy. Thấy Chí ngồi thở dài, ông chú gờ rát tiến đến hỏi thăm. Cuộc đua sắp tới phải thi đấu 200 dặm một giờ trong 4 ngày liên tục, với sự tham gia của những tay lái điên rồ nhất thế giới. Việc Chí tham gia không khác gì tự hủy, nhưng đó là cơ hội duy nhất để cậu bảo vệ nhà mình và ngôi làng cu li. Sau khi nghe Chí tâm sự, ông Dê bảo cậu đi theo mình. Họ đến một kho gara ô tô. Lúc này Chí mới biết ông ấy là một tay đua kỳ cựu. Vật liệu bị rỉ sét chỉ cần bỏ vào mồm nhai, liền bóng loáng như mới mua ngay. Lắp vào xe đập hai phát lập tức khởi động. Ông hẹn cậu ngày mai đến đây tập luyện. Lúc này gờ rát lấy một quyển nhật ký ra, còn có ảnh mẹ của Chí. Ông là đồng đội cũ của bà ấy. Hôm sau Chí xin phép bà mình phải đi xa một thời gian. Gờ rát phân tích lại cuộc thi trước đó của Chí và quyết định sẽ chế tạo cho cậu một chiếc xe. Cứ thế chiếc xe cũ đã được cải tiến. Tên A Chi sai đàn em theo dõi mọi hoạt động của Chí. Hôm nay họ tiến hành chạy đua thử nghiệm, nhưng Chí khá phân tâm nên thất bại nhiều lần. Cậu ấy luôn lo lắng khi bị dẫn trước. Sau bao lần cuối cùng cậu đã giành chiến thắng. Khi xem ảnh những tay đua và các phụ tá tham gia cuộc thi, A Chi liền chú ý ngay tới Gờ rát, vì trước đây ông là một tay đua huyền thoại. Hắn lo lắng sẽ thua nếu Gờ rát tham gia cuộc thi. Sau đó hắn ta liên lạc với một người bí ẩn nhằm lên một âm mưu gì đó. Điệu cười gian manh y như bồ cũ của AD. Hôm nay là ngày cuộc đua bắt đầu. Khán giả được ngồi trên một chiếc chuyên cơ để theo dõi trận đấu. Tay đua đầu tiên là khỉ đến từ Ấn Độ, Trung Quốc thì có công tham dự. Tên A Chi xuất hiện khá hoành tráng, hắn đại diện cho nước Anh. Một cô cá ngựa chào hỏi Chí, cô ấy sẽ sinh trong vòng 2 tuần nữa, còn được kết nối với một con robot để có thể di chuyển trên bờ. MC giới thiệu cuộc đua sẽ diễn ra trong 4 ngày. Tay đua thi đấu với tổng thời gian ngắn nhất sẽ giành chiến thắng, và không có một quy tắc nào khác cả. Những chiếc xe đua hàng đầu đã nổ máy, Gờ rát sẽ là phụ tá cho Chí. Vừa có tín hiệu bắt đầu, các tay đua liền đạp ga hết mức. A Chi còn kích hoạt tên lửa tấn công các tay đua khác, khiến đường đua nhanh chóng tan hoang, còn phóng tên phụ tá ra ngoài để cản trở Chí. Sau đó là cho một đống tay sai đi theo quấy nhiễu anh chàng. Chúng cản trở không cho cậu tăng tốc về phía trước. Khán giả đang ngắm toàn bộ cuộc đua trên chiếc phi cơ xịn sò. Xuất hiện một chiếc xe kết cấu khá kỳ lạ hất văng các đối thủ khỏi đường đua, thậm chí còn vượt qua cả tên A Chi. Chí nhân cơ hội đó đã vượt lên dẫn đầu, tên A Chi bám đuổi sát ngay phía sau. Điều này khiến cậu rất lo sợ. Gờ rát đã lên tiếng động viên anh chàng. Họ thấy một con cu li khác đang bị trục trặc ven đường. Gờ rát quyết định quay xe giúp đỡ họ. Có lẽ ông ấy muốn tạo thử thách cho Chí. Những chiếc xe phía sau cứ thế mà vượt lên. Vừa gặp mặt, tên neo đã ra tay đánh Gờ rát. Chí thì lon ton chạy lại giúp đỡ cô bạn cu li. Thấy gái đẹp, anh chàng đơ cứng người ra. Gờ rát đấm con hổ vêu mồm rồi lôi Chí quay lại chặng đua. Anh chàng không quên tia gái thêm phát nữa. Cô nàng bốc máy gọi điện thoại. Thì ra cô tên là Selby, hiện đang làm việc cho tên A Chi gian ác. Hắn vừa cán đích ở vị trí dẫn đầu. Chí trách móc Gờ rát đã dừng xe khiến họ bị thọt lại phía sau. Lần này anh chàng phóng với tốc độ bàn thờ không ngại ngần bố con thằng nào. Tuy đã cán đích nhưng cậu chỉ về với vị trí thứ 6. Anh chàng buồn bã vì lúc này còn đang dẫn đầu. Cô nàng cá ngựa còn đến khen ngợi màn bứt tốc vừa rồi của anh. Người bà đang tâm sự với di ảnh của con gái rằng mình rất lo cho Chí. Lúc này hàng xóm quanh đó đến xin ở nhờ, vì bọn cóc gian ác đã giải tỏa nhà của họ. Chí đang xem lại đoạn băng về cuộc thi thì cô gái Selby xuất hiện. Cô nàng chờ ê chê vì anh về vị trí thứ 6. Chí nói cậu đang cố gắng để bảo vệ ngôi làng và nhà của bà mình. Khi nghe cậu nhắc đến bà Bạch, cô nàng liền nhận ra Chí là cậu bé mình gặp khi nhỏ.
anh chàng gặp lại người quen cũng hớn hở cả lên. Khi đó cô phải chuyển nhà vì công việc của bố. Thấy đám tay chân Archie đã đến, cô nàng liền rủ Chí đi dạo. Các tay đua đang nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Tennell cùng đồng bọn đến gây sự với Grat, hai bên lao vào ẩu đả. Con hổ định đấm trâu con thì ăn ngay một đấm của ông bố. Một cuộc ẩu đả lớn xảy ra tại buổi tiệc. Hai người bạn cũ lâu ngày không gặp trò chuyện đủ thứ trên đời. Lúc này một chú cáo bay trúng vào người Chí, cậu ta bị đánh bay ra từ bữa tiệc. Chí vội chạy vào trong cứu Grat, khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Tennell đang chuẩn bị tấn công Chí, đột nhiên mọi thứ xung quanh chuyển động chậm lại. Đây là điều mà bà thường nhắc đến ư? Anh né sang một bên dễ dàng khiến hai con hổ va vào nhau. Một tên nữa lao tới tấn công. Chí bình tâm rồi nhảy lên trên cao, lấy quả bowling cứu cô cá ngựa, rồi ném vào tên đối diện khiến hắn ngã sấp mặt. Mọi người hoan hô vì đã giành chiến thắng. Đám hổ thì bỏ chạy tán loạn. Cô nàng Shelby cũng có chút ấn tượng với anh. Ngày thi đấu thứ hai đã bắt đầu. Video Chí cứu cô cá ngựa đã lên xu hướng. Các khán đài cổ vũ nhiệt tình cho anh chàng. Tên Archie tiến đến chế giễu Chí. Hắn nói nếu cậu thắng thì sẽ trả chứng thư cho cả làng của cậu, còn nếu thua thì sẽ phải trở thành đàn em của hắn. Thỏa thuận được chấp nhận, chú cò có dấu hiệu sợ khi căng cờ ra hiệu cuộc đua. Cô nàng Shelby cũng đang cổ vũ cho Chí qua điện thoại. Cuộc đua nhanh chóng bắt đầu. Tên Archie sử dụng đủ các chiêu trò mưu hèn kế bẩn, nào là bắn tên lửa, rồi dùng cả lưỡi cưa, nhưng đều bị anh hóa giải. Cả hai đều bị mắc kẹt trên mặt băng trơn trượt. Hắn liền thẳng tay bắn tên tay sai ra ngoài, cột dây vào một cái cây để cố định xe, rồi thay một tên khác vào vị trí phụ tá. Sau đó chạy vun vút về đích. Chí cũng đang kẹt lại vì băng quá trơn. Grat liền nhai một chiếc cờ lê, nó liền biến thành một cái móc ba ngạnh, vì thế mà đã thoát khỏi mặt băng trơn trượt. Grat còn ra tay cứu anh bạn cóc bị mắc trên cây. Lúc này cô nàng cá ngựa mém tí là rớt xuống vực. Chiếc xe của hai con cáo may mắn dừng lại kịp. Hai con khỉ cũng lập tức đạp phanh, nhưng xe của con trâu khiến cả đám mém tí đi bụi. Hai chú công cũng kịp lách sang một bên, nhưng hai con chuột khiến cả đám rơi thẳng xuống mặt băng nguy hiểm. Xe của trâu quá nặng làm cho mặt băng nứt vỡ. Chí quyết định sẽ cứu mọi người, dù cho việc đó tốn rất nhiều thời gian. Họ cột các xe khác vào với xe của Chí, nhưng vì quá nặng chiếc xe không nhúc nhích. Vào lúc băng sắp sập may họ đã thành công. Mọi người cứ thế được kéo lên bờ an toàn. Vụ việc được truyền hình trực tiếp khiến khán giả rất phấn khích. Bà Bạch thấy cháu trai cũng rất tự hào. Kết thúc ngày thi đấu thứ hai, không quá ngạc nhiên khi tên Archie về đích đầu tiên. Chí đã leo lên vị trí thứ ba sau màn giải cứu khó khăn. Phóng viên hỏi Chí nghĩ gì lúc giải cứu mọi người. Anh nói mình lo lắng vì bạn bè đang gặp nguy hiểm, hơn nữa còn hai chặng đua nên anh nhất định sẽ cố giành chiến thắng. Archie đang mở tiệc ăn mừng thì bố hắn đi vào. Ông ta trách hắn vì đã thỏa thuận với Chí. Archie nói Chí mới chỉ ở vị trí thứ ba nên không cần lo lắng. Ông bố nói hắn mà thua thì sẽ mất mọi thứ. Archie gọi cho Shelby và muốn cô ấy tìm ra điểm yếu của Chí. Các tay đua hiện đang thư giãn. Những người được Chí cứu nói nếu ngày mai cậu hoàn thành chặng đua trong 10 phút thì sẽ có cơ hội để vô địch. Nếu có động cơ ni cho thì không thành vấn đề, nhưng nó quá là đắt đỏ. Hai con công quyết định giúp đỡ để thay lời cảm ơn. Lúc này Chí bị cô nàng Shelby mặc đồ sexy quyến rũ. Cô hướng dẫn Chí nhảy khiêu vũ. Cả hai còn định trao cho nhau nụ hôn, nhưng đột nhiên Shelby bỏ đi giữa chừng. Cô ta đến chỗ tên Archie trách hắn đã phá hủy ngôi làng của các cu ly. Thì ra Shelby làm việc cho Archie vì muốn ông ta xóa tội cho bố mình. Grat khi sửa lại động cơ đã thấy cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Ông quyết định giấu Chí vì sợ khiến cậu buồn. Hôm nay là ngày thi đấu thứ ba. Khi lên xe, Grat cố gắng để Chí không chạm mặt tên Archie. Hắn thì khiêu khích nói Shelby không yêu Chí đâu, vì cô ấy làm việc cho mình. May mà cánh cửa cách âm nên không nghe thấy. Hắn còn gửi hình chụp chung với Shelby. May mà Grat nhai luôn cái điện thoại. Lần này có rút kinh nghiệm dùng cần cẩu, nhưng đúng lúc thì lại hết pin. Kết quả như nào mọi người hiểu rồi đó. Các tay đua lao với tốc độ kinh hoàng. Chí trên xe miệng liên tục kể về Shelby, vì thế mà cũng trở nên sao nhãng, còn ảo tưởng về một đám cưới với người ta. Chí lỡ tay bấm kích hoạt chế độ tăng tốc, chiếc xe phi nhanh như một quả tên lửa, khiến tên Archie chỉ biết trầm trồ. Chiếc xe lao vun vút về phía trước, thách thức mọi định luật vật lý, qua đó xuất sắc cán đích ở vị trí đầu tiên với kỷ lục không tưởng. Cô nàng Shelby đang bị tên Archie trói lại, vì chạy quá nhanh chiếc xe nóng đỏ rực. Grat bất chợt nhắc về mẹ Chí, ông kể mình đã dạy bà ấy lái xe, họ đã thi đấu cùng với nhau, lần đó ông ra hiệu cho bà đi chậm lại, nhưng bà ấy không đồng ý vì thế mà bị thổi bay. Cũng do vậy nên mẹ Chí đã qua đời. Chiếc xe lúc này vì nóng quá nên đã nổ tung. Chí cũng buồn vã bỏ đi. Tên Archie cứ thế mà đắc chí vì cho rằng bản thân sẽ vô địch. Shelby đang cố thoát khỏi dây chói. Tên Archie thì rất vui vì Chí đã rời bỏ cuộc đua, còn chụp hình ăn mừng với Shelby. Chí vô tình chứng kiến hết mọi chuyện. Anh đến để chấp hình phạt trở thành tay sai cho ông ta. Chí hỏi sao cô nàng lại ở nơi này. Archie nói Shelby đang làm việc cho mình. Cảm thấy bị lừa dối, Chí buồn vã bỏ đi. Ngoài trời đang rơi những cơn mưa nặng hạt. Chí dường như mất hết niềm tin về cuộc sống. Anh chàng nhớ về người bà của mình, còn cả những ký ức đẹp trước đây. Cô nàng Shelby bị đưa lên một chiếc xe. Bà Bạch lúc này đã tìm đến tận đây gặp Grat, nhờ ông ấy khuyên Chí tham gia vòng thi đấu cuối cùng. Nói nhẹ nhàng không nghe thì phải dùng biện pháp mạnh. Bình minh hôm sau, Chí vẫn đang ngồi ủ rũ, còn vô thức tập bài thái cực quyền bà dạy. Con trâu chạy đến kéo cậu tới chỗ cá ngựa, vì cô ấy đã hạ sinh 100 đứa con. Hai vợ chồng thuyết phục Chí quay trở lại cuộc đua, cùng với đó là lời động viên của toàn thể mọi người. Shelby cũng tới đây, cô nàng dành lời xin lỗi chân thành đến anh, vì dại gái mà Chí dễ dàng tha thứ cho cô ấy. Cô nàng đã xử tên Neo để lấy xe cho Chí tham gia thi đấu. Anh chàng cũng đến xin lỗi Grat, cả hai dễ dàng đồng cảm với nhau. Gặp lại bà khiến Chí rất vui mừng.
Bà dành lời động viên tích cực đến đứa cháu của mình, cuộc đua sắp sửa bắt đầu. Ứng cử viên vô địch lúc này là tên Achizan Ab. Những người bạn tìm cách kéo dài thời gian để trí đến kịp giờ. Chú cò lần này vẫn không tránh khỏi kiếp nạn thứ 82, tưởng chừng như thoát nạn nhưng vẫn bị ăn đòn phát cuối. Cáo bật công tắc xả rác về phía xe tên Achi, vượt lên thì bị hai chiếc phía trước chèn ép. Họ nhất quyết không để con cóc ác độc vượt qua. Hắn ta bị biệt đội vây kín lại không đường thoát thân. Nào ngờ xe ông ta có chế độ lộn mèo, nhờ vậy mà đã thoát khỏi tổ đội, còn phóng tên lửa và mấy con cóc kèm theo bom để cản trở. Vụ nổ khiến khung cảnh khá điêu tàn. Lúc này Chí đã bắt kịp cuộc đua, khán giả trở nên vô cùng phấn khích. Hai chiếc xe bám đuổi nhau rất sát sao. Chí định vượt qua nhưng bị tên A Chí hất văng xuống dưới. Anh chàng lấy đà phóng xe lên. Hai chiếc gặp nhau quay như trong chóng tre, không may va phải một khung sắt gần đó. Tên A Chí nhanh chân đạp ga bỏ chạy. Chí không may bị mắc kẹt lại, còn mém tí đi gặp tổ tiên. Giờ phải làm sao để vượt qua con đường này đây? Chí quyết định đạp chân ga phi lên đường ray của tàu lượn, dùng vật lý Ấn Độ cứ thế phi thẳng không cần biết điểm dừng. Chiếc xe lao vun vút trên bầu trời. Khi tên A Chí nghĩ mình chiến thắng thì Chí đã vượt lên một cách ngoạn mục. Cứ thế anh đã giành chiến thắng bằng hào quang nhân vật chính. Khán đài như nổ tung, mọi người mừng rỡ chúc mừng anh chàng. Chiếc cúp vô địch ước mơ giờ đã thuộc về cậu. Tên A Chí sa thải hết đám nhân viên, còn lật mặt nói mình không có cá cược gì cả. Nhưng đoạn băng ghi lại của cá cược đã tràn lan trên mạng. Ông bố lúc này đã đến đưa hắn đi, nhưng bản chứng thư của ngôi làng đã rơi xuống dưới. Vậy là làng Kuli không phải di rời nữa. Khán đài gieo hò hòa chung niềm vui ấy. Chí và Selby giờ đã hạnh phúc bên nhau. Ngôi làng Kuli cũng trở lại khung cảnh yên bình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy đăng ký, like, share để ủng hộ Sóc Nâu nhé.